Em hay qua đây pha, em học mỗi ngày á. Tức là mỗi lần em pha ra một cái bua nào thì em sẽ cho các bạn nhân viên em thưởng thức. Và thường là xưa là em pha không uống được, cho nên khi uống được và uống tạm được thì bây giờ là dạng là biết uống thì cũng đỡ đó. Bây giờ thì nếu mà anh Khang đã có nhã ý thì mình vào thôi nào. Vâng, thưa quý vị, quý vị hãy xem ông, nếu như đây là barista thì quý vị sẽ xem baristo vô phá để pha cà phê như thế nào. Bây giờ thì Khang sẽ pha cà phê với sự hỗ trợ của Ngô Kiến Huy. Cái cà phê ở trong đây nha các bạn, Khang đã quan sát kịp thời là trong cái bao cà phê trong đây. Tại vì cà phê tụi em phải bỏ ngăn đá bởi vì để giữ hương vị. Cái cà phê phải giữ ướp lạnh á, để giữ cái hương vị của nó. Cho nên là bây giờ Khang sẽ pha đây, lấy ra 16 gram. Rồi, pha nó. Rồi, bây giờ ta bỏ vô cái máy. Không. À. Thì ở đây có một cái khay để mình đưa mặt nơi xuống. Sau đó tắt đi. Rồi mình sẽ vỗ này, cho mấy cái hạt cà phê ra hết. Sau đó mình lấy ra. Ok. Rồi. Ở đây mình sẽ lấy nước ở đây. Mình phải rửa qua những cái dụng cụ mình pha chế cho khách. Rồi. Bây giờ mình sẽ rửa cái ly này. Dạ đúng rồi, để tay đây. Để đây, đây. Ok. Dạ, rồi. Dạ. Mình pha chế xong cái lắc. Đấy. Rửa cho cái ly nó sạch. Dạ, cái dòng nước anh càng bự á, mà khi mà mình bua thì dạ càng dở. Cái dòng nước phải càng nhỏ thì mình bua mới ngon à. À. Đúng rồi. Rồi. Sau đó mình chán qua này. Chán cái này nữa. Có đọc câu thần chú gì không em? Dạ không, chán ly tiệt trùng. Chán ly tiệt trùng, ok, sạch. Ok, rồi, xong. Đây là chán này. Rồi. Sau đó mình sẽ về số 0. Đặt cái ly lên. Xong đặt cái tách này lên. Đặt cái tách này lên. Dạ, đặt lên. Rồi, đặt miếng giấy lên. Mình rồi, cảm ơn em. Gấp lại. Mình phải chán và nước để cho giấy nó... À, cho nó thấm vô nữa không? Để vào. Rồi. Để nó thâu vô xíu. Thâu. Rồi, đúng rồi. Sau đó mình chán xung quanh cái giấy đó. Cho thấm ướt cái giấy đó. Được rồi. Rồi. Sao? Đặt ở đây, đợi lại. Rồi, anh Khang bỏ... cà phê vô. Dạ, đúng rồi. Rồi, bỏ cà phê vô. Và mình cho 16 giây để cho cà phê thở. 16 giây cho cà phê thở. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lắc này trước cho nó đều. Thở đi cưng. Rồi. Sau những giây anh rót đầy hết, nhưng mà một lượng nhỏ thôi ạ. Một lượng nhỏ thôi. Rồi, ngưng ạ. Rồi. Đó, xong mình sẽ đợi. Nó chảy xuống. Mình sẽ đợi. Trong quá trình nó được pha chế, thì mình đứng kế bên mình điểm chú. Hòa tan. Thế rồi, tiếp ạ. Hòa tan, xong, tiếp tục pha tiếp. Dòng nước nhỏ, càng nhỏ càng tốt và không được đứt. Rồi. Tiếp tục anh canh số này lên 200 là được. 200 thôi. Dạ. Anh nhỏ nước thì nhỏ, cực kỳ nhỏ, dòng nước cực kỳ nhỏ. Và cái này là mình đã đi rồi liên tục ạ. Mà nhỏ rồi. Xíu. Nhìn. À, nhỏ hơn nữa. Dạ nhỏ mà liên tục. À. Cái này dạ. Được chưa? Dạ nó hư rồi. Dạ nó hư rồi. Kệ đó, vậy nó mới cảm nhận cà phê của Khang nó mới khác biệt chứ. Rồi, cái này nhỏ hơn. Dạ, tiếp tục ạ. Tiếp tục, nhỏ. Dạ, xung quanh. Rồi. Anh nghĩ là chắc là được rồi đúng không em? Dạ, 200 ạ. Rồi. Tiếp tục ạ. Bây giờ nhỏ thẳng một vòng nhỏ ở giữa thôi. Nó giống như tưới cây vậy đó quý vị. Vậy là quá nước à. Bây giờ khi pha cái này á, những ngày đầu học á, tay em khi mà tập thể dục về tay bị rung như nè. Thì mỗi lần em mua nước á, cái dòng nước em bị đứt á, tạch á. Vì thế là hương vị của em sẽ là khác. Nó sẽ nếm thử nó sẽ khác. Thì nó khó chỗ này. Thấy ra. Bây giờ mình sẽ... Đó, anh sẽ lắc thử, giờ anh thử. Anh sẽ rất là đắng. Bị khét luôn á, chứ đắng gì. Cà phê nó bị khét rồi. Rồi.
Mời bà con cô bác thử ly cà phê vô với Khang xay pha chế. Một mùi vị rất cà phê khét khét. Nó đắng mà nó còn chua nữa. Thì khi dòng nước mà nó khác thì nó sẽ ra vị khác rồi. Đặc biệt của này là như vậy. Nhưng nếu như đây là cuộc đời thì rõ ràng đây là một cuộc đời nguyên hàng. Rất hỏng. Một cuộc đời à, hỏng bét. Nhưng rất may cuộc đời của mình không phải như cà phê rồi. Thưa quý vị, để kiểm tra về khả năng am hiểu cà phê của Ngô Kiến Huy thì Nguyên Khang đã âm thầm lén lút câu kết với barista để đưa ra một cái thử thách. Sao vậy em nghe cái gì? Anh Dùng thấy rất tệ nạn. Rất tệ nạn luôn. Em phải vượt qua thử thách này. Nếu như em không vượt qua thì em sẽ tặng cho anh một cái thẻ uống cà phê một năm. Dạ rồi. Còn nếu mà em vượt qua thì anh sẽ mời em ăn chả cá nhà hàng Đế Vương anh. Một năm em ăn anh luôn đi. Em hỏi anh cả cá nữa. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Ngô Kiến Huy. Mời em bé Thỏ ra đây. À này, Thỏ Khoa. Thỏ Khoa. Bây giờ là có 3 loại cà phê khác nhau và Ngô Kiến Huy sẽ phải thưởng thức và cho đáp án, và bạn Khoa ở đây sẽ là người cho biết có đáp án đó đúng hay không. Cho anh mượn cái bịt mắt nè. Wow, bịt mắt luôn hả? Nè, bịt mắt cute lắm. Để sao? Để Ngô Kiến Huy nhiều khi nhìn vào cái màu của cà phê là người ta đã có thể đoán được rồi. Dạ. Mời em tự dạ, không nên, anh Khang có thể nhìn vào màu cà phê nó y chang nhau. Không, cái này cũng đậm hơn hai cái còn lại. Dạ. Yeah. Đây, em mắt trước nha. Rồi, ok. Thì cho bây giờ bạn Thỏ Khoa cho anh biết là đi có ba mấy loại cà phê vậy em? Dạ, hiện tại em có 3 loại cà phê ha. Nó là hai loại cùng một loại hạt nhưng mà hai cách pha chế khác nhau. Đều đến từ Ethiopia, một cái là pour over, một cái là cold brew. Một loại hạt đến từ Indonesia, vùng Lipton. Ok. Dạ. Cho anh thử đi ngoài cùng trước nha. Tôi nghĩ kèo này tôi thắng là những cái gì. Khỏi thi nữa. Đi giữa là cold brew nè, Ethiopia nè, là Lipton ngoài cùng bên phải. Chính xác không? Dạ chính xác. Ủa thiệt luôn hả? Dạ. Ủa mà nãy khi Khang nhớ đổi ly rồi mà vẫn đúng luôn hả? Dạ đúng. Theo thứ tự nãy anh than đổi rồi thì theo thứ tự đó là Lipton, Homebrew với lại Ethiopia Pour. Rồi câu kết với con bé Thỏ Khoa mà cuối cùng không giành được chiến thắng. Em thông báo rằng Thỏ nhà mình đi là chuẩn bị qua quán ăn cà phê. Ủa alo, cái gì vậy? Tụi em sống bày đàn mà anh Thỏ sống bày đàn. Vâng, thưa quý vị, như vậy là Ngô Kiến Huy sẽ được Nguyên Khang mời thưởng thức chả cá Đế Vương ở nhà Nguyên Khang. Cảm ơn em rất nhiều. Nhưng mà Khang muốn kéo Ngô Kiến Huy vô cái không gian này cho yên tĩnh. Tại vì muốn lắng nghe những câu chuyện về việc em khởi nghiệp với việc cà phê này như thế nào. Tức là hồi nhỏ thì ba em thường là cho em uống ly cà phê nhỏ nhỏ trước khi đi học á. Thì ngày xưa là uống thấy đắng lắm. Nhưng mà sau đó thì uống dần dần, riết quen. Rồi cảm thấy là mình không thể thiếu nó được. Thế này Việt Nam mình được mệnh danh cũng là xuất khẩu cà phê thứ hai thế giới về Robusta. Vì thế là em nghĩ là tại sao mình không thử là mình làm một cái quán nó vừa chất lượng mà vừa đẹp. Và đặc biệt là mình sẽ thu mua cà phê của nông dân Việt luôn. Em làm thì em cũng tìm hiểu nhiều và quyết định là mình sẽ mở quán cà phê, bởi vì là nó hợp với đam mê nè, nó hợp với lại những gì em có thể kiểm soát được, với lại nữa là giúp cho người nông dân. Thì ba cái yếu tố này quyết định là em sẽ làm quán cà phê. Người mà có thể gọi là chưa từng học về cà phê mà lại bắt nguồn với cái công việc là mở một quán cà phê như vậy, thì Ngô Kiến Huy đã học những cái điều gì? Dạ, thứ nhất là em phải học về cái trái cà phê trước. Là mình phải hiểu về nó. Ví dụ như là khi mà mình bán bất cứ món hàng gì, mình hiểu nó là từ đâu ra và chất lượng của nó như thế nào, kiểm soát được hay không. Thì em nhức đầu lắm, tại vì khi mà em bắt đầu tìm ekip á, thì họ đưa cho em cái nhất cái vòng tròn hương vị nè. Nhà cà phê, họ phân tích về cà phê, thì em nhìn, ủa cái gì vậy? Em chỉ nghĩ đơn thuần là cà phê là đen đá thì nó đen, nó đắng. Vậy thôi. Nhưng mà không, thì ra là hạt cà phê nó có cả chục mùi vị khác nhau. Nếu mà mình rang đúng cách và mình xử lý đúng cách, em tốn khoảng thời gian cũng tháng mấy để mà em làm quen với nó. Và sau đó em phải tìm về cái nguồn gốc, thì mới phát hiện ra là thật ra trong giới kinh doanh cà phê thì họ thường là quan trọng về số lượng rất là nhiều. Nên vì thế là họ thường ép chín cái cà phê, và những đó là hạt cà phê thì có kích cỡ nó từ 16, còn kích cỡ 14 thôi thì nó đảm bảo hương vị, nhưng mà nó rất là hiếm, lại là khó thu mua. Thì mở mắt ra khi mà kinh doanh cà phê là em tưởng nó đơn giản là mở quán, bỏ tiền vô mở quán mà cái có cà phê bán là xong. Nhưng mà khi mà em bắt tay vô làm thì em thấy từ cái việc nhỏ nhất như là mình tìm chỗ, mình thu gom cà phê nè,
nhân viên của mình là ai, địa bàn mình hoạt động ra sao, đối thủ cạnh tranh như thế nào, rồi mình rang xây là ai, người rang xây và ai là người kiểm tra chất lượng. Cái một nó vẽ một cái list như một cái cây vậy anh, tức là em là cái gốc và cái ý tưởng như thôi, mình đẻ ra cái nhánh hồi nó lên một cây như cây cổ thụ như bự. Thì từ đó là em có thấy khó khăn, cũng nản. Tại vì mình vừa đi show mà em cũng đi hát, em cũng đi diễn chương trình đó, không có thời gian để mình tìm hiểu sâu hơn. Mình nếu hay là mình bỏ đi thì không làm nữa, hay là mình bỏ đi thì không làm nữa. Mà cuối cùng thì em có một cái động lực của em, đó chính là các bạn barista thuyết phục em bằng cách là khi mà em uống mỗi ngày em cảm thấy nó thú vị, thì em muốn các bạn barista thứ nhất có sân chơi, thì họ đã có nguồn gọi là quyết tâm như vậy rồi thì mình không lý nào mình nản được hết trơn á. Uống rất là nhiều vì dịch hay không? Cái lúc mà mới qua thì nó te tua lắm. Mình tưởng đâu là ở đây mình chưa có, nhưng mà khi qua bên đó rồi thì mình tưởng đâu sẽ cách ly nó ghê gớm. Nhưng mà thực chất giống như là người Mỹ coi cái bệnh này rất là bình thường. Yeah. Nó quan trọng là họ bắt mình tự cách ly tự nhà mình. Nếu mà ai bị á, thì mới nặng mới đưa vô bệnh viện thôi. Nhưng mà lúc đầu mình thấy cái đó nguy hiểm quá, nhưng mà cuối cùng mình nghĩ lại rất là đơn giản, nó không thấy nguy hiểm. Lúc đó thì anh qua bên đó thì đúng là tới từ 21 tháng 8. Nhưng mà ở trong căn nhà ở dưới cái basement là dưới cái hầm á. Anh với bà xã thì bà xã đi làm cái đó. Còn trên lầu thì bà ngoại với Nhật Thịnh ở trên. Thì sợ bà ngoại bị bệnh nền. Rồi thằng Thịnh nó nhỏ nữa. Thành thử là mình thì ở bên này qua. Rồi bà xã đi làm thì có bị hai người thôi. Đó thì thành thử phải tự mình cách ly. Hỏi ai bệnh thì mình tự mình lo thuốc men thôi. Mà nằm ở dưới trong tưởng tượng mình nằm ở dưới trong cái basement đó mà không đi ra đi vô. Mà tới là đến khi có thuốc chích là mấy tháng á? Là tới là 4-5 tháng. Trời ơi, 4-5 tháng. Ở dưới hầm không? Đúng rồi, ở dưới hầm không. Ủa, có leo lên mua đi siêu thị mua đồ ăn uống nữa. Không, tức là có con đường nó đi ra, chứ là bà xã đi ra ngoài đường nó thôi đi vô. Nhưng mà ở Mỹ thì đâu phải như Việt Nam đâu, muốn cái gì băng ra là có. Còn xe đâu, bà đi làm chiếc xe, còn anh là phải đi bộ xa lắm, khủng khiếp lắm. Cho nên muốn ăn gì thì bà ngoại mà nấu điện thoại lên, bà ngoại nấu để cầu thang á, sau vừa lên đó mà lấy mở cửa lấy cầu thang đi xuống dưới ăn. Đó, nó khổ. Một khoảng thời gian đó anh nhớ khán giả, anh nhớ... Thì ở dưới đó thì chỉ có mình suy nghĩ việc với đề tài, yeah. Quét drama đó, ta show cần thì gì bổ sung vô thôi. Không, mà nghệ sĩ thấy có một cái rất là hay, là họ không bao giờ mà ngưng làm việc, dù trong hoàn cảnh nào. Ví dụ như trường hợp của anh là bị nhốt ở dưới đó, không về Việt Nam, không được đi ra ngoài, không được đi diễn, mà tận dụng cái thời gian đó để mà làm cái kịch bản cho bản thân mình. Nhưng mà sướng nha, lúc mà chích xong cái mũi đầu tiên là anh bay liền. Bay. Đúng rồi, em coi Facebook em thấy em đi. Đúng chơi tàn la hết trơn luôn. Coi như ở bên đó 18 tháng mà dưới hầm hết 6 tháng, chích xong cái là bạn bay liên tục trong 12 tháng đó. Giống như kim sổ lộng. 37 tiểu bang á, bay 37 tiểu bang. Vừa đi diễn, vừa quay quảng cáo, vừa đi chơi này nọ, đi thăm bạn bè đủ hết. Anh có thấy hạnh phúc không khi mà mình ở cái tuổi này rồi, gọi là thế hệ trước rồi, thế hệ lớn rồi, mà khi mà mình đi qua bên Mỹ mình sống, mình quyết định mình ở bên đó luôn, mà khi mà mình được bung ra một cái là tất cả những cái show diễn khán giả rồi vẫn còn rất là trông chờ mình, nên là nói nôm na là mình đắc show, thì anh có cảm thấy hạnh phúc về điều đó không? Nói chung là tổ thương mình. Dạ. Mình đi tới đâu khán giả cũng thương. Thứ hai là qua bên đó mình nghĩ chắc không ai mời mình đâu. Dạ. Nhưng mà cuối cùng Casino cũng mời với những chỗ khác cũng mời. Dạ. Và thường thường bên đó Mỹ đó, thì mà họ làm một cái chương trình đó, họ mời 2 sao, tức là mình với một chị Hồng Đào hoặc là Hoài Tâm hoặc là Thúy Nga. Dạ. Đến khi mà sau này á mình mới có một người em tên là Văn Ruy. À, Văn Ruy thì mình mới đặt vấn đề để nói là đối diện với một người em Văn Ruy. Họ không chịu, họ không tin. Họ mà chỉ cần có bằng chứng, sau đó hai đứa diễn ở một nơi đó gửi cái băng cho người ta coi. Họ nói ồ hay quá, người ta mới đồng ý. Rần đúng không? Ừ. Cho nên từ đó về sau là người ta tin mình luôn. Cho nên làm gì là phải Mỹ là phải thấy đã, chứ nói nó không tin. Thầy Ruy nghe đến đoạn này chắc thầy vui lắm ha thầy Ri. Rồi chắc lẽ là còn nhiều chuyện mà em muốn tâm sự với anh Cường đúng không? Dạ. Tại vì anh là anh rất hiểu về anh Cường, anh biết anh Cường rất là nhiều điều ha. Ai chà, đau bụng quá. Chắc là nãy em hoạt động nhiều quá đó. Lội mưa em hả? Em lội nước đó.
Thành ra là cái em hoạt động nhiều quá cho nên sao người ta anh tính anh đi ăn một mình. Anh không phải, anh vô anh lục cái bếp của anh Cường coi có cái gì rồi anh sắn tay vô anh làm bếp. Để một chút nữa anh mời ha, cả nhà mình cùng ăn, được không? Ngon lành cành đào. Để cái bếp của anh em lo nha. Còn anh em để cho Ngọc Lan lo. Nhưng mà đừng lấy đồ chay của đứa cháu nha, đứa cháu nó ăn chay trường kỳ á. Không sao cả, em ăn chay được. Nha. Thôi em đi nha. Hai ok. Thoải mái nha. Cẩn thận nha, nhớ muốn cần cái gì mở bếp ga phải báo trước nha. Ừ. Cắt. Bụp. Rồi xong. Ấy dạ, té, té, anh té. Đúng rồi. Té quá. À, chứ nãy giờ nó tắt, đó là sợ ồn tắt mấy quạt. Ủa Cường? Nghi. Mọi người có ai lên đây nhậu với anh không? Ồ, tắt quạt chưa? Quạt đấy. Chạy chưa? Anh em có cảm giác á là thời gian gần đây á là anh tìm về Phật pháp có nhiều. Anh nhà xưa anh đã nhà gần chùa với ba mẹ cũng ăn chay trường kỳ với cái nữa là cũng có đi chùa thường xuyên với anh cũng thầy hồi nhỏ là anh quy y rồi. À, rồi sau này con anh cũng dắt lên chùa quy y. Ừ. Sao em không nhìn thấy cái điều đó ở anh lúc ngày xưa nhập ăn ta? Còn cái mà cái bất ngờ nhất là khi mà trước khi mình lấy vợ á, bà xã bà cũng bất ngờ luôn là có nghĩa là anh gọi là chỉ dùng từ là vô thất có nghĩa là mình thanh luyện gọi là thanh lọc cơ thể. Nhưng mà cái này không dám chỉ bởi vì khi cái này phải có thầy dẫn thầy chỉ mới được. Tức có nghĩa là mình phải nhịn một tuần lễ ăn cháo 3 ngày để cho thanh lọc cơ thể cho toàn bộ cái bộ đầu lòng mình đi du lịch vậy đó. Dạ. Yeah. Phải nó cũng là làm cho đầu óc. Đúng rồi. Nó làm cho nó có cái những cái pháp vừa thiền nhẹ với cái nữa là cái gọi là đóng mở xả stress. Dạ. Yeah. Đóng hết giống như cái đầu mình giống như cái laptop rồi đóng hết tất cả. Em thấy là anh Cường bây giờ so với anh Cường ngày xưa nó khác nhau rất là nhiều. Đúng rồi. Hồi xưa háo thắng. Dạ. Bây giờ coi như khi mình vô cái môn đó rồi thì mình thấy mỗi cái bình thường như cuộc đời nó pha hết tất cả. Như mình thấy điều trong kinh Phật hoặc là trong những cái những tất cả các đạo họ luôn nói một điều thôi mà mình không bao giờ để ý, tức là luôn phải bảo vệ sức khỏe của mình. Làm gì làm cái sức khỏe là trên hết, và dù cho anh mà có tiền nhiều mà anh bệnh xuống thì coi như cũng xong. Dạ. Đó, cho nên sức khỏe là quan trọng. Ngoài cái việc là anh nhận thức ra được điều đó từ Phật pháp nè, thì bà xã của anh có phải là một trong những gọi là tác nhân để mà làm cho anh thay đổi như vậy không? Bà xã cũng là một phần thôi. Dạ. Với Nhật Thịnh con anh cũng là một phần thôi. Dạ. Còn cái có nhiều nhiều người cũng hay